Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Tùng và tôi đến từ Nha Khoa Thúy Anh. Các bạn đang coi chương trình Nha Khoa dành cho mọi người. Hôm nay tôi muốn trao đổi với các bạn một chủ đề rất là thú vị. Đó là chủ đề về làm răng sứ thẩm mỹ. Cái câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay đó là răng sứ thẩm mỹ là gì? Răng sứ là một cái sản phẩm nhân tạo do con người hoặc là máy móc tạo ra. Răng sứ gồm có hai phần, đó là phần lõi nâng đỡ ở phía trong thì có thể sử dụng kim loại, titan hoặc là một cái khối sứ cách kem, và cái phần sứ bao phủ ở phía ngoài. Hiện nay trên thị trường có những cái loại sứ mà chỉ gồm có một khối, nó khác với những cái cách chế tác truyền thống mà chúng tôi vừa nêu kể trên, ví dụ như những răng imac, những mặt dán sứ veneer hoặc là những cái khối cách kem dùng cho răng hàm. Cái tính thẩm mỹ của răng sứ là nói đến cái tính giống răng thật, cái tính trắng, tính trong của răng sứ. Trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay á, thì chúng tôi cung cấp cho các bạn những kiến thức về việc thực hiện phục hình thẩm mỹ của những răng cửa phía trước mà khi mà chúng ta cười á, thì nó lộ. Hiện nay ở trên thị trường có những cái quảng cáo về cái việc phủ sứ hoặc là cái việc phun sứ lên trên răng. Các bạn biết rằng cái nhiệt độ theo kết của sứ nha khoa là vào khoảng tầm 1000 độ C. Với cái nhiệt độ này thì cái việc mà phủ sứ lên răng của chúng ta là một cái việc rất là hoang đường. Cũng có những cái công nghệ, những quảng cáo á, thì giới thiệu rằng là cái việc làm răng sứ thẩm mỹ không phải mài răng. Thực tế hiện nay có những cái công nghệ răng sứ, ví dụ như là cách mặt răng sứ veneer, thì cái chiều dày của nó chỉ tầm khoảng là 0.3mm. Chúng ta sẽ hạn chế được cái việc mài răng. Tuy nhiên với những cái đòi hỏi cao về mặt thẩm mỹ thì gần như chúng ta luôn luôn phải mài răng. Những cái trường hợp không phải mài răng nó rất là hiếm. Thì ngày hôm nay, cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn cung cấp những cái kiến thức trung thực nhất, những cái kiến thức chuẩn xác nhất để các bạn có những cái lựa chọn đúng đắn trong việc thực hiện điều trị răng sứ thẩm mỹ. Cái câu hỏi thứ hai đó là chỉ định thực hiện việc sử dụng răng sứ thẩm mỹ trong những trường hợp nào. Đây là một cái câu hỏi hết sức là quan trọng, bởi vì hầu hết tất cả những cái biến chứng hiện nay liên quan đến răng sứ thẩm mỹ là bởi vì chúng ta chỉ định sai. Thì chúng ta có một số cái chỉ định về răng sứ thẩm mỹ như sau. Cái chỉ định thứ nhất đó là chúng ta phục hồi những cái trường hợp răng bị nhiễm màu nội sinh, những trường hợp nhiễm màu mà nó không đáp ứng với các thuốc tẩy trắng. Ví dụ các bạn có bị nhiễm màu tetrasilin, nhiễm màu fluor. Cái trường hợp chỉ định thứ hai đó là trong những trường hợp mà chúng ta khép những cái khe thơ bé mà các bạn không có nhu cầu điều trị chỉnh nha. Cái chỉ định thứ ba đó là phục hồi trong những cái trường hợp mà răng dị dạng. Trường hợp thứ tư đó là trong những cái trường hợp răng bị mất chất, răng bị vỡ, bị mẻ hoặc bị sâu kẽ răng, chấn thương, vân vân. Tiếp theo đó là các bạn có thể sử dụng cái việc răng sứ thẩm mỹ để phục hồi những răng bị mất. Khi các bạn bị mất, các bạn có thể lựa chọn implant, các bạn có thể lựa chọn làm cầu răng. Và đối nếu mà chúng ta bị mất răng trước thì chúng ta sẽ phải làm những cái răng sứ thẩm mỹ. Có một số cái trường phái khớp cắn thì sử dụng cái phương pháp răng sứ thẩm mỹ như một cái cách làm coronaplastic, tức là chúng ta sẽ sử dụng nó để cân bằng và hài hòa khớp cắn. Thì đó cũng là một cái chỉ định của làm răng sứ thẩm mỹ. Ngoài ra thì trong những cái trường hợp mà răng bị nha chu, bị lung lay thì cũng có một số cái nha sĩ là có chỉ định thực hiện việc bọc liên kết các cái răng sứ thẩm mỹ với nhau và tái tạo ra một cái khớp cắn thăng bằng. Thì tất cả những trường hợp đó đều có thể thực hiện răng sứ thẩm mỹ. Hiện nay còn có một cái chỉ định thực hiện răng sứ thẩm mỹ nữa, đó là cái việc sửa những cái bộ răng sứ thẩm mỹ cũ đã bị làm hỏng, bị làm sai quy cách. Thì lúc đó thì các bạn cũng sẽ đến nha sĩ và nha sĩ sẽ thực hiện cái việc thực hiện răng sứ thẩm mỹ toàn hàm cho các bạn. Câu hỏi thứ ba của ngày hôm nay đó là chúng ta có nên thực hiện việc bọc răng sứ thẩm mỹ hay là không? Cái điều trị đối với răng sứ thẩm mỹ có xứng đáng để chúng ta lựa chọn hay là không? Bản thân chúng tôi khi hành nghề nha khoa, chúng tôi luôn rất là tôn trọng và trân quý cái nhu cầu hướng đến cái đẹp của tất cả các khách hàng và bệnh nhân đến với chúng tôi. Nếu mà khi mà nụ cười chúng ta có những cái khiếm khuyết khiến cho chúng ta không tự tin khi chúng ta cười, thì cái điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, cũng như có thể làm chúng ta mất đi một số cái cơ hội trong cuộc sống. Mặt khác, cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ nó không chỉ là tăng cái tính thẩm mỹ cho nụ cười, mà trong một số trường hợp nó còn để bảo vệ các cái răng. Ngoài ra nó còn để cân bằng và tái lập lại khớp cắn. Vì vậy chúng tôi khuyên bệnh nhân là nên thực hiện việc bọc răng sứ thẩm mỹ nếu nó đúng chỉ định và các bạn cần tìm một cái nha sĩ tốt để thực hiện cái điều trị này. Hai yếu tố đó là đúng chỉ định và tìm được một nha sĩ tốt có trách nhiệm là hai cái keyword quan trọng nhất của cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ. Câu hỏi thứ tư của ngày hôm nay là ai có thể thực hiện việc bọc răng sứ thẩm mỹ cho bạn? Chúng ta biết rằng cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ đòi hỏi rất nhiều những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của bác sĩ,
điều trị. Bởi vì hàm răng của chúng ta không chỉ có chức năng trang điểm cho thẩm mỹ nụ cười mà còn có chức năng quan trọng trong việc ăn nhai cũng như là phát âm. Nếu như mà để thỏa thuận những cái tiêu chuẩn về thẩm mỹ trước mắt á, thì chúng ta, bác sĩ và bệnh nhân có thể tạo ra một cái sự đồng thuận nhất định. Tuy nhiên, với những cái chức năng như là chức năng phát âm hay là chức năng ăn nhai thì nó mang tính cá nhân đối với mỗi người là khác nhau. Chính vì vậy, nha sĩ phải sử dụng những cái hiểu biết của mình về cấu trúc cũng như cái sự vận hành của bộ máy nhai để có những cái thiết kế phù hợp nhất. Chính vì vậy, cái việc thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ nên được thực hiện bởi một cái bác sĩ nha khoa răng hàm mặt giàu kinh nghiệm và đã trải nghiệm nhiều trong cái việc là thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ. Cái thực tế ra thì các bạn không nên lạm dụng cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ hàng loạt. Hiện nay trên các cái diễn đàn công cộng xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện thương tâm, những cái câu chuyện tàn khốc về cái chuyện là biến chứng của cái bọc răng sứ thẩm mỹ mà sai quy cách và cái người thực hiện không có chuyên môn để control tất cả những cái vấn đề biến chứng liên quan. Tất cả những cái di họa đó nó đến từ cái việc là các bạn bệnh nhân, các bạn khách hàng, các bạn quá vội vàng, các bạn muốn biến cái hàm răng của mình từ lọ lem sang công chúa chỉ sau một đêm, các bạn không chấp nhận những cái điều trị toàn diện. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa cũng là do bởi vì cái dịch vụ làm răng sứ thẩm mỹ thì có một cái chi phí nó khá là cao. Chính vì vậy có những cái người mà thực hiện việc bọc răng sứ thẩm mỹ bất chấp chỉ định. Thế thì cái lời khuyên của chúng tôi dành cho các bạn đó là chúng ta cần phải thực sự là một cái người tiêu dùng nha khoa thông thái. Bởi vì cái hàm răng nó là đầu vào cho thức ăn. Chính vì vậy nó cũng chính là đầu vào cho hạnh phúc, đầu vào cho tất cả những cái mối quan tâm khác của chúng ta. Vì vậy cái việc lựa chọn cái điều trị nha khoa đó là một cái lựa chọn mang tính lâu dài, nó không phải là mang tính thời điểm. Chúng ta lựa chọn làm sao để có một cái nha sĩ đáng tin cậy. Chúng ta không ngại theo đuổi những điều trị toàn diện. Ví dụ như răng bạn lệch lạc và răng bạn cũng có nhiễm màu xấu nữa thì chúng ta nên thực hiện một cái điều trị chỉnh nha để dàn đều răng trước khi thực hiện cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ. Cái đó rất là quan trọng. Chống chỉ định của việc bọc răng sứ thẩm mỹ là như thế nào? Trong những trường hợp nào thì bạn không nên thực hiện cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ, hoặc chúng ta chỉ nên bọc răng sứ thẩm mỹ khi mà chúng ta có những cái điều trị bổ sung trước đó. Cái trường hợp thứ nhất đó là răng của các bạn quá lệch lạc. Thì khi mà trường hợp quá lệch lạc này điều trị, chúng ta để làm răng sứ thẩm mỹ chúng ta bắt buộc phải điều trị tủy răng. Thì các bạn cần phải được bác sĩ tư vấn về những cái tác hại, những cái mà thuận lợi của cái việc điều trị tủy răng. Thì khi mà các bạn hiểu rõ rồi, các bạn chấp nhận điều trị thì chúng ta mới nên bắt đầu tiến hành bước vào điều trị. Cái trường hợp thứ hai đó là khi mà làm răng sứ thẩm mỹ chúng ta phải nắn cái trục răng, chúng ta làm cho cái trục truyền lực nó không thẳng trục, thì những cái này nó cũng không tối ưu hóa về cái vấn đề lực nhai. Cái vấn đề chống chỉ định thứ ba đó là khi mà các bạn có những stress về tâm lý, khi mà các bạn không có niềm tin nơi con người, không có niềm tin về bác sĩ, thì chúng tôi nghĩ là các bạn cũng nên hoãn cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ lại. Chống chỉ định thứ tư đó là khi mà các bạn có những dấu hiệu về loạn năng khớp thái dương hàm thì các bạn nên điều trị ổn định cái tình trạng loạn năng khớp thái dương hàm, thì sau đó thì chúng ta mới tiến hành bọc răng sứ. Và cuối cùng, khi các bạn có những cái bệnh toàn thân chưa được kiểm soát mà nó quan trọng để việc là chúng ta chữa trị nó trước khi mà chúng ta thực hiện một cái điều trị đi qua khác. Các bước bọc răng sứ thẩm mỹ là như thế nào? Đầu tiên, bạn sẽ đến và nha sĩ sẽ kiểm tra, sẽ chụp X-quang toàn cảnh hàm răng của bạn, sẽ tư vấn cho bạn về cách thức thực hiện và quy trình thực hiện. Sau đó, nha sĩ có thể sẽ lấy dấu hàm răng của bạn và cái phân tích cái trường hợp của bạn. Sau đó thì nha sĩ sẽ phác thảo cái hình thể tương lai của răng sứ thẩm mỹ và trao đổi với bạn để tạo ra một cái sự đồng thuận giữa bạn với cả nha sĩ. Thì khi mà các bạn chấp nhận bước vào điều trị rồi, đầu tiên nha sĩ sẽ tiến hành gây tê cho bạn. Thì cái sự gây tê này đảm bảo cho trong quá trình làm việc các bạn sẽ không hề có cảm giác đau đớn gì. Khi mà nha sĩ sửa soạn xong cái răng trụ cho các bạn thì nha sĩ sẽ tiến hành lấy dấu cắn lên cung mặt, tiến hành lấy dấu và tiến hành làm răng tạm cho bạn. Cái răng tạm này nó sẽ ôm sát răng trụ, vì vậy các bạn sẽ không phải sợ rằng là cái răng trụ sau khi đã sửa soạn rồi thì nó được bảo vệ bằng cách nào. Ngoài ra, răng tạm này đảm bảo cho các bạn sinh hoạt hoàn toàn bình thường và ăn uống thì cũng hoàn toàn bình thường để các bạn không ảnh hưởng nhiều đến các cái sinh hoạt trong cuộc sống. Sau đó tầm khoảng 2 đến 3 ngày và có thể lâu hơn tùy vào cái độ khó cao phức tạp của cái ca lâm sàng của bạn, và nha sĩ sẽ hoàn thiện cái bộ răng và gọi bạn quay trở lại phòng khám để tiến hành lắp răng, mài chỉnh khớp cắn để bạn có một cái chất lượng ăn nhai tốt. Đối với một số trường hợp
mà làm răng sứ thẩm mỹ toàn diện. Tuy nhiên có một số điều trị bổ sung, ví dụ những cái điều trị nâng khớp, những cái trường hợp thiết kế phức tạp về cái mặt khớp cắn thì có thể thời gian điều trị và theo dõi nó sẽ dài hơn. Thì các bạn đừng có vội vàng trong cái vấn đề này, bởi vì như chúng tôi đã nói ở những câu hỏi trước, cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ nó rất là quan trọng về mặt ăn nhai, về mặt phát âm, về mặt thẩm mỹ, và nó là một cái điều trị cực kỳ lâu dài, nó sẽ theo bạn trong suốt cả cuộc đời. Cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn theo chỉ định của nha sĩ, tuyệt đối không nên vội vàng. Thế thì cái tuổi thọ của răng sứ thẩm mỹ là bao nhiêu lâu? Với những cái trường hợp mà răng sứ thẩm mỹ thực hiện đúng quy cách thì các bạn có thể sử dụng cái răng sứ thẩm mỹ trọn đời và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Các bạn biết rằng là cái răng sứ nó đứng trên cái chân răng, và khi mà chúng ta già đi, khi mà các cái chân răng nó yếu, nó rụng đi thì nó cũng mang theo cái răng sứ. Răng sứ nó không là nguyên nhân gây ra rụng răng thật nếu mà chúng ta thực hiện đúng. Và cái chuyện rụng răng sứ mà khi mà răng thật rụng thì cái đó là cái chuyện hiển nhiên. Và chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta già đi thì sẽ có một cái sự lão hóa tự nhiên của mô nha chu. Khi mà mô nha chu lão hóa thì có thể kèm theo những hiện tượng như là tụt lợi, như là có những cái khuyết cổ răng, vân vân. Thì khi đó nếu mà nhu cầu của các bạn, nhu cầu thẩm mỹ vẫn tiếp tục là cao nữa thì các bạn có thể thực hiện lại cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ. Và nói chung á, với những cái trường hợp mà chúng tôi theo dõi và những cái trường hợp mà Ivan đã ghi chép lại thì cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ nếu thực hiện đúng chỉ định và đúng cách thức thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm và sử dụng được nó cả đời. Vậy thì cái chi phí cho việc thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ là bao nhiêu? Cái chi phí cho việc bọc răng sứ thẩm mỹ nó dao động từ khoảng 3 triệu cho đến 15 triệu. Cái chi phí này nó phụ thuộc vào chất liệu răng sứ mà bạn lựa chọn, vào trình độ và uy tín của bác sĩ và cái uy tín của phòng khám. Các bạn lưu ý rằng cái sản phẩm y khoa thì cái chất lượng bác sĩ nó chiếm khoảng 80 đến 90% giá thành của sản phẩm đó. Nó khác với tất cả những cái mặt hàng mà các bạn tiêu dùng hàng ngày. Một bác sĩ giỏi thì cho dù các bạn chọn một cái loại vật liệu không phải là quá cao nhưng mà người bác sĩ đó vẫn luôn biết cách để tối ưu hóa cái lựa chọn điều trị của các bạn. Tuy nhiên cũng có những cái tính chất về vật liệu mà chúng ta không thể thay đổi được. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn và để giúp bạn có những cái lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể thay thế cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ bằng cái phương pháp nào? Các bạn có thể sử dụng cái phương pháp tẩy trắng răng nếu như mà răng của các bạn có những cái vấn đề về nhiễm màu ngoại sinh, nhiễm màu do thức ăn, nhiễm màu do thời gian, và cái trường hợp nhiễm màu của bạn đáp ứng tốt với thuốc tẩy trắng răng và cái yêu cầu về tính trắng của răng của các bạn cũng không quá cao. Cái lựa chọn thứ hai đó là các bạn có thể lựa chọn chỉnh nha khi mà răng của các bạn nó quá lệch lạc, tuy nhiên hình thể răng, màu thắc răng đều đáp ứng tốt cái nhu cầu thẩm mỹ của bạn. Và cái lựa chọn thứ ba, các bạn có thể lựa chọn cái phương pháp hàn bằng composite phục hồi thẩm mỹ bằng các cái loại nhựa nha khoa. Tuy nhiên cái phương pháp nào cũng có rất là nhiều nhược điểm. Ví dụ như là cái miếng hàn nó sẽ đổi màu rất nhanh. Cái thứ hai là cái miếng hàn nó dễ bị ngấm nước bọt, gây hôi, và cái việc chúng ta kiểm soát chất hàn dư cũng rất là khó, cho nên là gây cái chuyện là mình dắt thức ăn nhiều vào đó. Thì đối với cái lựa chọn hàn răng và lựa chọn bọc răng sứ thì cái lựa chọn bọc răng sứ nó vẫn là tốt hơn. Ngày nay thì với những cái trường hợp bị nhiễm màu kết hợp với lại là hình thể răng xấu và lệch lạc thì cái kết hợp giữa điều trị chỉnh nha và điều trị bọc răng sứ thẩm mỹ là cực kỳ tối ưu và rất đáng để khuyến khích chúng ta sử dụng. Có những cái biến chứng nào liên quan đến việc bọc răng sứ thẩm mỹ? Khi mà các bạn thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ thì có thể có một số biến chứng như sau. Cái thứ nhất là các bạn có thể bị đau trong những ngày đầu tiên sau khi gắn răng sứ. Cái tình trạng đau này là do cái phản ứng của chất gắn, bởi vì chất gắn thường là có cái môi trường pH nó thấp. Thì khi mà mới gắn vào thì cơ thể mình có thể hơi buốt, thì cái cảm giác buốt này nó sẽ hết sau một vài ngày sau đó. Bạn cũng có thể xuất hiện các cái cơn đau do là cái tình trạng bọc răng sứ mà bị hở đường viền, hở đường hoàn tất, hoặc là có tổn thương tủy răng. Thì đối với những cái trường hợp mà bị tổn thương tủy răng thì chúng ta cần phải quay lại phòng khám để bác sĩ tiến hành điều trị nội nha cái răng đó. Còn đối với những cái trường hợp bị hở đường viền thì chúng ta bắt buộc là phải tháo cái răng đó ra và chúng ta thực hiện lại. Cái biến chứng thứ hai đó là biến chứng bị viêm kéo dài dai dẳng sau khi mà chúng ta thực hiện việc bọc răng sứ thẩm mỹ. Cái nguyên nhân gây viêm của việc bọc răng sứ nó đến từ một số nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân thứ nhất đó là do nha sĩ mài răng quá sâu xuống phía dưới để cho cái răng sứ nó rút dưới lợi, thì xâm phạm vào cái khoảng sinh học quanh răng và gây nên cái hiện tượng viêm. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái thiết kế răng sứ nó bị hở hoặc nó bị dư
nó gây cái tình trạng đọng thức ăn và gây viêm. Cái nguyên nhân thứ ba đó là khi mà nha sĩ thực hiện một cái điều trị bọc răng sứ trên nền một cái viêm mãn tính đã có từ trước, hoặc là có một cái túi lợi sâu quanh răng, thì khi đó mà khi thực hiện chúng ta cũng bị viêm. Cái nguyên nhân nữa đó là do chúng ta chăm sóc, chúng ta vệ sinh răng sứ chưa được tốt. Và cái nguyên nhân cuối cùng là dẫn đến tình trạng viêm sau khi thực hiện bọc răng sứ, đó là cái nguyên nhân gây viêm đó là đến từ các nguyên nhân toàn thân chứ không phải là nguyên nhân tại chỗ. Ngoài cái vị trí chúng ta bọc răng sứ bị viêm thì các cái vị trí khác cũng bị viêm. Lúc đó thì chúng ta cần phải tìm nguyên nhân toàn thân thì chúng ta mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề. Cái loại biến chứng thứ ba liên quan đến cái bọc răng sứ thẩm mỹ nữa, đó là cái biến chứng bị đau, bị há miệng có tiếng kêu, bị loạn năng khớp thái dương hàm. Thực ra thì hiện nay chưa có một cái bằng chứng nó chính xác, nó cụ thể và nó được thừa nhận rộng rãi cho cái việc là sự thay đổi về khớp cắn thì nó gây ra các tình trạng về loạn năng khớp thái dương hàm. Tuy nhiên một số cái trường phái khớp cắn thì cũng có tin tưởng vào cái mối liên hệ này. Bản chất trong cái thực hành nha khoa hàng ngày á, thì chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp sau khi mà bọc răng sứ thẩm mỹ có những cái triệu chứng điển hình của tình trạng loạn năng khớp thái dương hàm như đau mỏi vai gáy, như há miệng có tiếng kêu khớp, như ù tai, như là đau dài dẳng kéo dài và khó ăn nhai. Và cái biến chứng cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập đó là cái biến chứng về sứt, để vỡ cái răng sứ. Nhưng mà cái biến chứng này thì khá là dễ giải quyết, bởi vì khi đó các bạn sẽ được nha khoa tháo cái răng đó ra, hoặc là gắn lại, hoặc là bảo hành lại cho các bạn. Cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đó là cái việc bọc răng sứ thẩm mỹ thì chúng ta có cần phải mài đi nhiều mô răng hay là không? Đối với những cái trường hợp là một cái mão toàn phần thì cái lượng mô răng mà chúng ta phải mài đi là khoảng 1-2mm. Tuy nhiên hiện nay có những cái công nghệ nó tối ưu hơn, ví dụ như công nghệ dán sứ veneer, thì chúng ta chỉ có cần phải tạo hình ở phía ngoài và cái độ dày mà chúng ta tạo hình là từ 0.3-0.5mm. Thậm chí trong một số cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta không cần phải mài răng. Một số trường hợp rất là đặc biệt thì trong cái chương trình lần sau thì chúng tôi sẽ nói kỹ về cái việc thực hiện làm răng sứ thẩm mỹ bằng cái công nghệ dán sứ veneer. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chương trình lần sau. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi, nói chuyện cùng tôi trong cho đến cái giờ phút này. Bản thân trong cái quá trình hành nghề á, khi mà thực hiện xong những cái điều trị về bọc răng sứ thẩm mỹ thì chúng tôi ghi nhận được những cái cảm xúc của bệnh nhân rất là tốt sau khi mà thực hiện điều trị này. Cái chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn, bệnh nhân rất là vui vẻ. Cái clip ngày hôm nay chúng tôi làm là chúng tôi muốn gửi đến các bạn bệnh nhân, các bạn khách hàng một cái thông điệp, đó là cái việc thực hiện bọc răng sứ thẩm mỹ nên được tiến hành đúng chỉ định. Cái việc các bạn tìm một cái nha sĩ tốt là cực kỳ quan trọng, và các bạn nên tìm đến những cái điều trị toàn diện, bởi vì cái hàm răng rất là quan trọng và nó theo chúng ta suốt cả đời. Các bạn đừng có ngại khi mà chúng ta thực hiện những cái điều trị tiền chỉnh nha, sau đó mới làm phục hình, mà chúng ta không có ngại khi mà chúng ta theo đuổi những kế hoạch điều trị toàn diện của nha sĩ. Xin cảm ơn các bạn, tôi là bác sĩ Tùng đến từ nha khoa Thùy Anh. Nếu các bạn cảm thấy video hay, có hữu ích cho cộng đồng, các bạn có thể like hoặc subscribe để ủng hộ chúng tôi thực hiện những cái video lần sau. Xin cảm ơn.